Xin chào anh em, hôm nay là ngày 19 tháng 3 năm 2019. Cửa hàng mình xin giới thiệu có hai đôi loa mới về. Đầu tiên là đôi Kenwood 777A, loa sử dụng 4 đường tiến, 1 bát 40, màng giấy, vân vải, thiết kế một tinh chỉ, 2 chung 2 chép. Hàng mới về trong tình trạng đẹp xuất sắc, thùng vỏ gỗ màu vàng, góc cạnh rất là đẹp. Đôi này công suất 110W, chảo kháng 8 ohm. Tiếp theo là đôi Kenwood 777X, là sử dụng bát 40, vân vải, tẩm dầu. Được thiết kế một chép kèn, 2 chung và 1 vi tinh chỉ. Đôi này công suất là 200W, trở kháng 8 ohm. Thùng màu vàng, rất đẹp, vuông thành sắc cạnh. Mọi chi tiết thì xin liên hệ theo số điện thoại 0979 918 996, giao hàng toàn quốc. Và đừng quên ấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất.